Xin chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục với cái chuyên mục đó là AutoCAD và làm như thế nào, thì hôm nay mình có lên trên group là cộng đồng AutoCAD Việt Nam. Nó thì trong một cái bài đăng của mình thì có một bạn đặt ra một câu hỏi, đó là làm sao, đúng không ạ? Đây, câu hỏi của bạn đấy. Anh ơi cho hỏi là làm sao khi đi kích thước xong rồi, vào đối tượng xong rồi thì cái hình em muốn scale lên 2 lần thì cái dim nó lại tự nhảy số theo. Thì vấn đề đặt ra là làm sao để chỉnh lại được cái số dim để nó giống như cái kích thước ban đầu, đúng không ạ? Thì để trả lời được câu hỏi này thì ở đây mình đã có hứa làm một cái video để cho dành cho bạn đấy. Thế đây chúng ta cũng mở AutoCAD lên. Ở đây mình đã lấy một cái bản vẽ minh họa sẵn cho cái ví dụ này. Thì trước tiên thì minh họa vào bản vẽ thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ nhỏ đầu tiên, đó là vào một hình chữ nhật đi, để bạn có thể dễ hình dung được cái phương pháp làm đã. Sau đó chúng ta sẽ ứng dụng vào cái bản vẽ sau, được chưa? Ở đây mình sẽ vẽ ra một cái hình rectangle đơn giản. Ban đầu mình sẽ lấy kích thước là khoảng 20.000, được chưa? Tab sang 20.000. Đó, đây là hình rectangle của chúng ta. Đây là hình rectangle của ta. Thì bây giờ mình thử dim nhá. Mình thử dim ra. Lệnh dim thì mình đã đổi thành DLI rồi, thành D1 nhá. DLI thành D1, dim line, để mình có thể thao tác nó được nhanh hơn nhá. Cái dim này chữ số nó hơi nhỏ, mình sẽ thiết lập một chút, được chưa? Ở đây thì đây là một cái bản vẽ bất kỳ nên là không phải do bản vẽ mình thiết lập dim ra, thế nên là chữ số nó sẽ bị nhỏ. Và cách hiệu chỉnh này đây mình hiệu chỉnh theo bản vẽ thôi, còn theo cách làm này thì nó rất là thủ công nha. Cách để nói về dim và làm dim thì mình sẽ nói trong các video khác. Ở đây mình sẽ dim nó ra này, được chưa? 20.000. Nhắc lại lại đây cũng là 20.000, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ làm sao để ta có thể vẫn là dim được cái con số này, vẫn là hình này. Ở đây mình sẽ khoanh vào cho các bạn là cái hình chúng ta sẽ hình gốc. Bây giờ mình sẽ copy cái ống này lên nhé, copy ống này ra ngoài. Đấy. Thì mình sẽ tiếp tục là thực hiện cái thao tác là scale lên hai lần, mình sẽ giống theo cái đề bài mà bạn ấy đưa ra, bạn ấy đang làm scale lên gấp 2 lần. Đấy, thì chắc chắn là cái hình to này scale lên thì nó sẽ lớn hơn 2 lần so với hình gốc ở đây. Như vậy, và kích thước thì chắc chắn nó sẽ nhảy theo rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi này đi. Vấn đề là bạn ấy hỏi là làm sao để ta đưa được cái số này nó vẫn là gì? Nó nhân lên rồi nhưng mà nó vẫn là 2.000, à 20.000 chứ không phải là 40.000 như bây giờ, được chưa? Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm như nào? Ở tại đây thì mình sẽ kiểm tra xem cái dim này chúng ta đang dùng là dim nào nha. Các bạn cho chọn cái dim này và mở cái bảng Control 1 ra, tức là bảng Property. Đó. Chúng ta xem thấy cái phần là dim style đi, chúng ta đang để là dim gì? Dim vũ đạt, vũ đất gì đấy. Không biết là cái dim này người ta đặt tên là chắc là tên của một người viết ra bản vẽ. Thì tại đây các bạn sẽ làm như sau nhé. Các bạn sẽ kích vào New nhé. Chọn vào cái dim này. Đó, kích vào New. Đó, vũ đạt. Tại đây các bạn sẽ viết này, mình ký hiệu số 2, tức là cái dim này mình sẽ nhân đôi, nhân bản đôi cái dim hữu đạt này lên, được chưa? Start with phải là hữu đạt nha. Đó, và chúng ta chọn continue. Như ok, thì ngay bây giờ chúng ta đã nhân bản được một cái dim mới đây, dựa theo cái thông số thiết lập sẵn của cái dim hữu đạt này. Đấy, tại đây rồi các bạn kích vào modify nha, kích vào cái dim số 2 chúng ta vừa nhân bản lên, kích vào modify. Đó. Thì tại đây các bạn kích vào cái phần là primary unit nha. Tab này quản lý về đơn vị cũng như là những cái thông số liên quan về cái giá trị cho cái dim. Đó. Tại đây các bạn sẽ quan sát cho mình thấy là cái dòng là strong scale factor ở đây, được chưa? Kích vào primary unit nhá. Đó, vào đến scale factor thì thông số đang là 1. Tức là khi thông số đây là 1 chúng ta dim ra thì cái hệ số dim, cái giá trị dim nó sẽ mang đúng với cái kích thước của cái đối tượng. Thì tại đây cái đối tượng mình đang nhân lên 2 lần thì mình chỉ việc là gì? Là cho nó nhỏ đi 0.5, tức là chia đôi đi. Hình mà nhân lên 2 lần thì ta nhập đây là chia 1/2, tức là 0.5 đi, để nó mang được đúng cái giá trị ban đầu. Đấy, các bạn nhập đây 0.5 nhé, vào tab preview hit này 0.5. Đấy, bây giờ chúng ta nhấp ok vào. Đấy, thì chúng ta vừa có cái dim này, chúng ta xét lần nó lên, xét lần cái dim này lên nhé.
Đây là ra thử DIM xem là dù cái hình này nó to lên 2 lần rồi nhưng mà liệu rằng cái thông số DIM nó có giữ nguyên được 20.000 hay không. Đó, mình lại dùng lại D1 và DLI nhé. Ok, mình cách này, DIM lần nữa ra. Đó, các bạn thấy không nhỉ? Cái hình gốc chúng ta nó lớn hơn 2 lần nhưng mà cái giá trị DIM thì nó vẫn được giữ nguyên. Đó, đó là cái vấn đề mà chúng ta đã được giải quyết. Bây giờ mình sẽ ứng dụng luôn vào trong cái bài bản vẽ của ta nhé. Ứng dụng luôn vào bài này. Đây. Đây, mình sẽ copy cái hình này ra. Đây, bạn dễ quan sát thì lấy hình này đi. Hình này gốc nó đang là có những cái chi tiết DIM ra là 400 6.200. Mình thử nhân bản ngoài lên. Đấy, trường hợp với nhân bản đây. Scale lên này. 2 lần. Áp dụng trực tiếp vào bản vẽ này. Tại đây mình sẽ xóa số DIM đi nhé. Cái việc mà hiệu chỉnh cái chữ số DIM nó ra để cho nó hợp phù hợp với cái bản vẽ của chúng ta thì cái này là do cách làm đi, thì mình sẽ không có tập trung vào cái chủ đề trong cái video này, mà mình sẽ nhấn mạnh vào cái việc làm sao chúng ta giữ nguyên được cái kích thước khi DIM khi mà hình nó bị scale lên thôi. Được chưa? Đấy, tại đây ông đầu tiên là bao nhiêu? 400 đúng không ạ? 400 là DIM từ từ trục cho đến ra cái mét góc màu xanh này. Thì mình sẽ DIM lần lượt nhá. 6.200 sẽ là các cái phần trục. Các cái phần trục 6.400, 6.200 và từ cái phần trục này ra ngoài vẫn theo mét màu xanh bên ngoài này. Ok. Bây giờ mình sẽ DIM. Mình vẫn dùng cái DIM đấy nhá. Cái DIM mà nó đã được scale cái hệ số scale factor được thì giảm đi 0.5 lần anh ạ. Ok, D1. Đây là đi. Tại đây mình DIM ra. Kéo ra ngoài này. Các bạn thấy không ạ? Mặc dù mình này đã nhìn nhân đến 2 lần rồi, to hơn 2 lần rồi mà cái thông số DIM nó vẫn giữ nguyên là 400. Bây giờ mình tiếp tục DIM. Mình đổi thành lệnh D2 thành DIM liên tục. Ok chưa? Mình DIM vào các cái phần đầu trục. Đấy, 6.200, DIM vào các phần đầu trục này, 6.400. 6.200 và 400, được chưa? Tiếp theo là gì ạ? Tiếp theo là phần DIM từ 2 mét ngoài cùng này. Chúng ta thu được kết quả là 19.600. Thử xem DIM này nó cho ta kết quả tương tự như vậy. Tiếp theo chúng ta sử dụng loại DBA này, DBA để tạo ra khoảng cách giữa các lớp DIM. Tuy nhiên ở trường hợp này thì cái bản vẽ này người ta thiết lập cái thông số khoảng cách giữa lớp DIM nó chưa hợp lý lắm, nên thôi mình sẽ kéo thủ công vào D1 này. Tiếp tục kéo ra từ đầu này đến đầu này, kéo ra đây là xử như vậy. 19.600, thử xem nó đúng như vậy không ạ? Chính xác là 19.600. Ok. Đó, qua 2 cái ví dụ minh họa vừa rồi thì chắc là các bạn đã hiểu ra được cái vấn đề hơn và có được cái cách làm cho riêng mình nhá. Thông thường thì nói tổng quan chung đánh giá về cái cách làm này một chút nhá, thì đối với cách làm này thì nó áp dụng trên model, áp dụng thường là làm trên model, và cách này thường thường là sau khi này chúng ta nếu mà làm xong rồi mà ta hiệu chỉnh thì rất là mệt và khó nhá. Đây là cách chúng ta sẽ scale hình. Thì thông thường ta có các cách làm khác làm tỷ lệ, đó là gì? Scale khung bằng hình này, tức là giữ nguyên hình gốc, là DIM nó rất là dễ. Hoặc là cách làm thứ hai là các bạn sẽ sang cái môi trường tờ giấy bên môi trường bên layout này, chúng ta sẽ làm và định tỷ lệ DIM cũng như là làm trình bày bản vẽ và in cho nó, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian và nhanh và nó dễ hơn rất là nhiều. Cách làm này nếu như bạn nào đã làm chót làm rồi thì có thể thôi đâm lao thì theo lao. Còn mình khuyên là một điều rằng nếu mà chúng ta mà chưa làm thì chúng ta nên xác định ngay con đường làm theo môi trường layout này cho nó nhanh gọn, được chưa? Hoặc là scale khung nó đỡ bị phức tạp sau này chúng ta chỉnh sửa mà nó cũng đỡ khó hiểu như thế này. Ok, vừa rồi là cái phần giải đáp thắc mắc này cho một bạn nha. Tất cả bạn nào mà có những câu hỏi khác đưa lên thì có thể đăng lên trên cái cộng đồng Ông Kiếp Việt Nam này, các bạn kích vào tham gia nhé. Khi vào tham gia thì mình sẽ chấp thuận cho bạn và đăng tất cả những câu hỏi lên trên này, mình sẽ cùng trao đổi và câu hỏi nào mình sẽ trả lời được, và mình có thời gian mình sẽ làm video trực tiếp dành cho các bạn. Và đây là nick Facebook cá nhân của mình là Thuận Quang. Các bạn có thể là kết bạn với mình và các bạn phải đưa ra những cái câu hỏi để mình có thể trả lời giải đáp thắc mắc trực tiếp cho bạn nếu như bạn thực sự là cần thiết cần trả lời ngay. Mình sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các bạn. Đó. Và trên này là kênh YouTube của mình Thuận Quang. Đấy, các bạn nếu mà có thể tham khảo thêm những cái video dẫn khác trên cái kênh của mình, và nếu thấy hay các bạn hãy nhớ là ấn đăng ký kênh của mình, theo dõi kênh của mình để theo dõi cập nhật những cái video hay và bổ ích hơn về sau này. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.